Ui dài, làm gì đây? Ui dài, bảy xuống đấy nó này vỡ mất bì già đấy chứ nhỉ. Kiếm cái gì mà kê nó vào? Ui dài, các bạn bảo nó có vỡ không? Thì cái kết cấu này nó vỡ rồi. Thôi không vỡ à? Ui đấy, mì tôi đã bảo rồi mà nỉ. Thế này chứ nhỉ. Rồi tình huống tiếp theo. Ui dài, ui dài, đường sắp thế. Vâng, một cái chị gái chị né ai mà lịch sự thế. Vâng, né một bác xe tải. Cái bác xe tải phóng hơi nhanh làm chị bối rối quá. Đường thì nhỏ, bác phóng nhanh thế làm chị hết cả hồn. Vâng, bác ba Tư Hải Dương đây. Ơ, thế sao chị đứng đây rồi? Ui giời, đấy, chị mua hồng. Đấy, chị dỗi rồi, chị không thèm lái xe nữa. Đấy, làm chị bực mình thật đấy, cái bác xe tải này. Ra xin lỗi chị đi. Chị bỏ đi luôn rồi, chị chẳng thèm lái xe nữa. Dỗi rồi. Rồi, tất cả chúng mày hãy dẹp dẹp ra để cho anh thể hiện nào. Anh chỉ thể hiện một lần duy nhất nha, chú xem cho nó kỹ vào. Đây, một anh đầu kéo. À, chà. Ui giời, ít đấy, ui giời. Vâng, cua mượt thế đây chứ nè. Vâng, một cái tình huống mà anh xe đầu kéo này thể hiện một pha phải nói là như trong phim. Không dám thể hiện lại lần hai chứ. Vâng, rất là mượt. Và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Ừ Thì Xe. Video thì mang tính chất giáo dục và hài hước để mọi người tham gia giao thông một cách nó an toàn hơn. Nếu các bạn thấy nội dung của mình có giá trị thì hãy nhấn nút like, nút đăng ký rồi nhấn nút hình quả chuông để theo dõi được nhiều những cái video hay ho hơn nhé. Trên kênh thì cứ 100 bác xem thì có đến 91 bác là quên chưa có đăng ký thì các bác hãy đăng ký đi nhá. Rồi. Ôi giời. Ôi giời. Đúng rồi anh ạ, cho hết chúng nó lên thùng đi, bọn nhạc bồ này. Ui giời ơi, nghe cái tiếng nhạc bồ mà đúng là sang chấn tâm lý luôn. Đúng rồi anh ạ, cho hết chúng nó lên thùng đi cho chúng nó chờ thế này. Thế này chứ. Tuyệt vời. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống gì đây? Một tình huống giao thông ở trong phố. Ui giời. Vâng, hai cái bác đi xe máy này là đi vào cái làn của đường ô tô rồi. Làn của bác bên kia cơ mà, sao đi vào đây? Thế này chứ nhỉ, đấy, thêm một bác nữa rồi. Ui giời ơi, vâng, tuyệt vời. Đây là có một đồng chí lực lượng chức năng đã đuổi theo rồi. Vâng, thì có túm được anh nào không? Có một đồng chí thế này thì chắc chỉ túm được một ông thôi. Vâng. Thế là cái ông thùng xốp vàng là bị tít lại rồi. Vâng, nói chung là rất nhiều bác vi phạm nhưng mà bắt được có bác thôi. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Ui sao nước nối này? Ê, nước nhiều thế. Ui ơi, sóng đánh dập dìu á. Ui giời ơi, nhà mặt phố nó khổ thế đấy. Mỗi lúc mà thành phố mà cứ ngập lụt là thôi, cái nước cứ tràn vào trong nhà lọc lá là cứ. Thế này chứ nè, rất đỏ thật. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Một tình huống gì đây? Ui, trong mặt là cái ông xe trắng này, ông không bật đèn chứ nè. Nhá nhá đèn cho ông bật đèn lên chứ đi đứng thế à. Ui, gì đấy? Chưa bật đèn ạ. Ui, cái này cục gương. Ui, giời, này là cái ông thần này nữa. Ôi, giời ơi, giao thông lạ lùng thật. Một ông quên bật đèn cho ông cục gương. Còn ông thì phóng sang cái làn đường ngược chiều rồi vượt đèn đỏ. Sao mày dễ. Giao thông như lạ lùng. Rồi, rứt đầu với mấy bác này lắm. Chúng ta cùng đến với tình huống giao thông tiếp theo đi. Một tình huống mà tại một cung đường đồi núi. Ui, đây 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 đây, lại vượt rồi. Vượt như thế này là có điểm lắm đây này. Vượt đi chứ nị. Đấy, đường cong quất tầm nhìn thế này thì đi tư tốn thôi. Đấy 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 đấy, đến đường cong rồi. Chậm này thôi bác ơi, bám đi con xe đỏ này này, bám đi thế anh này này. Ui giời, ông này vượt thế chứ nị. Ui đây 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 đây. Ui giời ơi, thế là bà chạm rồi. Vâng, phải nói là một cái xứng đáng cho tựa đi như này, vượt ảo à. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Đấy nha, vần này này, đấy, 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 đảo phải như giang lạc này này. Đấy, phải vần phải khi tay ấy, sang trái rồi này sang phải. Vần như đảo lạc. Vâng, anh đi mượt thế đây chứ này. Vâng, một chiếc xe công nông đây là gọi là quê tôi, gọi là công nông đầu dọc đây. Thế nhưng mà ông này ông bán mình cái đầu xe làm cái gì không thấy nóng à. Lên đấy nó lắc cho chứ nè. Lắc cho thì nè, tròn hết mắt. Vâng, anh dài là bán chắc thế. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Bây giờ, chị này. Ui giời, cái thằng cô ngồi ăn khế.
Đúng rồi, những cái lúc như này phải lạc quan lên chứ biết làm nào. Vâng, tình huống mà ăn khế trả vàng à. Thế là hỏng cây khế rồi, cây khế có làm sao không? Rồi, tình huống chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Tôi chết rồi, cái ông xe ben này. Ui giời, ui giời, ui giời. Đi đứng đoàn hoàng mà xem nào. Ui giời, trời hỏng rồi. Cái ông xe tải này thế nào mà lực lượng chức năng đã ở ngay đằng sau rồi mà vẫn còn cố làm gì đấy. Ui giời, lại còn chèn ép lực lượng chức năng à. Thôi ông này tội to rồi. Đấy này, được cái bác xe trắng này đi cũng chèn vạch các thể loại. Ui giời, thế nào mà oánh cả xe của lực lượng chức năng lên con lươn ấy. Tội bác to lắm thế này. Rồi chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Ui giời, xin ba ninja đi đi ngược chiều. Ui giời, vâng, một tình huống rất là may. May là cái bác xe bồn phanh kịp, cho nên là chưa có vụ gì xảy ra. Nhưng mà một tình huống cũng rất hết đảo với các chị em. Rồi, tình huống gì đây? Vâng, xe vi phạm bị cảnh sát cho tấp vào lề rồi. Thế nhưng mà thế này đố anh bắt được em à? Thế này chị nị, nhức đảo thật. Rồi, chúng ta cùng đến một tình huống tiếp theo. Tình huống gì đây? Trước mặt chúng ta là một chiếc xe tải và một chiếc xe con. Để xem chuyện gì xảy ra nào. Ui giời, xe tải nào giải cái gì ra đường này? Vâng, tôi đoán là hình như đây là vỏ hạt điều hay sao các bạn này. Ui giời, vừa đi vừa giải thế này các bạn già không đi chứ nị. Chết đào thật. Thôi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Rồi, ui giời, thế nào đây, kè má nhỏ này, anh em nào tình cảm thế? Thôi anh em có nhiều lúc cơ mà, không cần phải bắt vai má cổ, tay bắt mặt mừng ôm hôn rối rít như thế này đâu. Ui giời, tình cảm quá đấy, thế đây này, gặp nhau giữa đường này, thì biết thì cũng là cái duyên rồi, thế nhưng mà cái này, như thế này thì lại ách tắc hết đường của ba con rồi. Vâng, một cái tình huống mà không ông nào chịu nhường ông nào. Cái ông xe du lịch này thấy xe nó đến rồi thì để cho xe nó đi qua đi, thế lại cứ cố chen vào làm cái gì. Đấy, để bây giờ mắc như mắc cười thế này thì bà con đi lại thế nào. Đường xá thì nó bẩn đi, chứ có phải sạch sẽ gì đâu. Đường thì nó đang làm đất cát bùn biết các thể loại đây. Nhường nhau một tí thì có làm sao. Thế thôi chị nị, cứ kèn cựa được hơn nhau tí thôi mà bây giờ. Đấy, đứng thôi, nhìn bên nào. Rồi, tình huống tiếp theo. Ui giời, đi ngược chiều rồi. Ui giời ơi, cái ông áo vàng này. Tôi đi ngược chiều này, nhưng mà không biết là cái bác xe có cam này có sai đâu không đấy. Này cứ đi, cứ tưởng mình đi sai. Khổ thế đấy, cho nên người đúng này cứ tưởng mình sai. Vâng, não đỏ cái ông áo vàng này thật. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống giao thông tiếp theo đi. Tôi chết rồi, anh em Lương Sơn Bạc này tụ họp ở đây rồi. Thôi Lâm giáo đầu Lâm Sung này, cho các vị đại hiệp cho em đi qua cái chứ không này chết. Biết là đường là do các anh mở cây, do các anh trồng rồi, thế nhưng mà cho em đi qua cái. Vâng, ra đường gặp những anh hùng hào kiệt này xa lắm. Rồi, ui ui. Sao lại ếch ộp ở hết ở đây này. Vâng, nói chung là đây là các bạn bị vi phạm gì đây, thế cho nên là bị cảnh sát giao thông là phạt. Thế nhưng mà nói chung là theo tôi ấy thì phạt là để mang mục đích giáo dục, và như thế này thì cũng ok. Và cho mấy ông này, cho mấy bạn nữ ra xem nữa thì cho mấy các ông biết là sao còn chưa hở đấy, đánh vào cái sĩ diện đấy là. Vâng, nói chung là một cái tình huống mà hết sức là buồn cười và dễ thương. Mong là cô cháu lần sau đi đứng đi lại đàng hoàng mà tuân thủ luật giao thông một tí. Trẻ là phải tuân thủ chứ nè. Rồi, tình huống tiếp theo. Vâng, một tình huống giao thông ở trong phố, đường khá là đông, đi lại thì như mắc kiểu. Trước mặt chúng ta là một vài chiếc xe. Ui ạ, có tiếng còi gì đây? Xe ưu tiên à? Đâu đâu, xe ưu tiên thì phải nhường đi chứ. Ui ạ, xe này đây có phải xe ưu tiên không các bạn? Dạ, bạn vào bình luận cái trường hợp này cho tôi với nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Một tình huống ở trên đường cao tốc.
sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Ôi ấy, ui giải, vâng, mà đồng bắn tải đi ngực treo á, vâng. Ông này chắc ở sao hỏa xuống thì sao đi, như đảo với mẹ ông này lắm. Rồi tiếp theo chương trình là chúng ta cùng đến với một đồng chí gọi là vượt phải nói nè. Xem đoạn video này chúng ta phải nín thở. Vâng, ông vượt này, cái đường cua ông ấy vượt à. Ui giải, vạch thì vạch liền mà ông vượt đấy. Cái xe này mà đi sớm hơn tí có phải là vui không? Đấy, ông kia vượt thế này thì xong đến lúc thế nào thì lại bảo đại tài xế nó bạc. Thế thì chị nị. Đấy, ông đi rất là hoành tráng nha. Cái ông xe con đằng trước đi cũng rất là hoành tráng. Đấy, 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 đấy. Đấy, gặp cái đoàn này mà là ông vượt thì hết hơi. May là chỗ kia nó không có khuất tầm nhìn nhưng mà không có ai. Đấy, 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 trước mặt này đường xấu quá đây này. Đấy, ui giời, đây này, hai bác này đàm đạo lịch sử ở đây rồi. Ui giời. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Vâng, đây là trường hợp gì đây? Nên ngắm mắt thật đây, đây một ông xe con, ông cứ đi rè rè này để lòe, lòe cho em đi lên, xong thì em cán cái vạch liền cái để mà phạt à. Thế nên chứ nị, cái này không được rồi. Tình huống này không được rồi. Bây giờ chúng ta vượt là chúng ta để cái vạch vàng kia là hỏng bét ngay, hỏng cờ ngay. Thôi bác xe trắng ơi, em với bác rong nhau đến cái đầu đường đằng kia, xong thì em mời bác ăn xôi xéo với nè chim cút. Ui giời, này được cái ông thần đi xe đạp này nữa. Ui giời, ông ấy bám đít cái con xe tải là nguy hiểm chưa kìa. Đấy, nhức đầu lắm ấy mấy cái ông này, chứ không biết là đây là vận động viên đạp xe à, vận động viên điền kinh à, hay là vận động viên thần kinh đấy. Bám thế này thì có ngày này nhanh đi lắm đây này. Vâng, đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ui giời ơi. Ta đã bảo rồi, giống lắm rồi đấy, càng ngày ta càng giống đi. Nhiều video đã nói rồi nhưng mà không nói không được đấy. Đau đầu với mấy ông này lắm đấy, ông như bám kìa. Bám phải nói là nhức cái đầu. Rồi, và để kết thúc cái chương trình ngày hôm nay thì tôi xin trình bày cho các bạn về một số những cái nghiên cứu mới hôm nay của tôi. Đó là tôi đang nghiên cứu về cái gà giảm tốc. Thì trên màn hình của các bạn đây, người ta gọi là gà giảm tốc để mà bố trí ở các chỗ để các xe phải đi chậm lại cho nó an toàn. Còn cái loại thứ hai, đây người ta gọi là gà giảm tốc Pro này. Các bạn để ý kỹ nhá. Và cái loại cuối cùng đặc biệt, đây là người ta gọi là gờ giảm tốc Pro Max. Gặp cái loại này thì thôi không đi được đấy chứ nè, không thể nào mà qua được, các xe cứ phải gọi là đứng hình luôn. Thật ra là tôi không muốn nói đâu nhưng mà không nói không được nhỉ. Mong là chỉ mong là các bác thay đổi thôi chứ biết làm nào. Vâng, và những nội dung hay ho nhất thì đã được mình gửi tới trong ngày hôm nay rồi. Nếu các bạn thấy nội dung của mình hay, có giá trị, có ý nghĩa cho cộng đồng thì hãy nhấn nút thích, lượt đăng ký để ủng hộ kênh. Một cái hành động rất nhỏ nhưng mà góp phần rất là to lớn vào sự phát triển của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Xin chào. À mà dạo này các bác cứ hỏi em là em thơ mấy em văn đi đâu, thì báo cáo với các bác là em thơ thì đi chăn bò cho phú ông ở làng bên. Hôm nào em về thì em sẽ bảo em thơ ra trình diện các bác. Với lại dạo này chả có ý tưởng gì, các bác nào mà có ý tưởng về thơ thần, về cái chủ đề gì thì comment xuống bên dưới nha, cho em cái muốn cảm hứng để em viết lên. Chứ dạo này vợ cào cấu nhiều quá, đầu óc này chả có bụng dạ nào mà viết, nhức đầu lắm. Vâng, chào các bác nhé.